Tiểu thuyết giờ thứ 25, tác giả Constantin Eugène Georgiou, người dịch Lê Ngọc Trụ, Gió Thị Hay, người đọc Trần Châu. Hinda nhìn ảnh hai người đàn bà và tự nói thầm: còn tôi thì không bao giờ phản bội nếu tôi được yêu. Cạnh ảnh hai người đàn bà là ảnh của quốc trưởng Hitler. Ông sĩ quan nói: và bây giờ quốc trưởng cũng chết, nước Đức không còn nữa. Tôi chỉ sống vì họ. Lúc nhỏ tôi cũng yêu quý ngựa, nhưng đó là mối tình của tuổi trẻ. Nay những ai mà tôi sống đây đều chết cả. Vợ tôi, con tôi, quốc trưởng và tổ quốc tôi. Bây giờ đến phiên tôi. Quân Nga sắp tới đây trong nửa giờ nữa. Trước khi họ đến, tôi muốn làm xong phận sự cuối cùng của đời tôi. Hinda ưa lụy, nàng tưởng ông sẽ ngủ trong phòng của nàng. Nàng tưởng ông đói và định lo dọn ăn. Bây giờ nàng lại thấy ông mặc nhung phục tốt đẹp. Nàng nói: tôi sẽ làm những gì ông dặn. Ông muốn đi đâu? Tôi không đi đâu nữa hết. Đây là lần cuối cùng của tôi trên cõi đời này. Bà tưởng tôi sửa soạn ra đi nên mới cạo râu, rửa mặt, thay đổi nhung phục sao? Ông cười và dỗ dai nàng. Nàng hổ thẹn. Cạnh bên ông, Hinda thấy màn quá nhỏ bé, thật nhỏ bé như lúc nàng biết được Morris đi công cán đặc biệt vậy. Ông nói: bà nhớ cho kỹ lời tôi dặn nghe, giả lại thật giản dị, nhưng chỉ có phụ nữ Đức mới làm được. Vợ tôi thì không đời nào, nhưng bà thì bà làm được. Vợ tôi nhu nhược lắm, nếu nó còn sống, tôi cũng không mượn đến, với bà thì khác. Hinda hãnh diện được ông hộ pháp giao phó một chuyện mà ông không nhờ vợ ông làm. Ông nói: chừng nào tôi chết rồi, bà kéo thay tôi ra sân đốt đi. Bà sẽ thấy tôi chết tại đây, trên tấm vải lều này. Ông hộ pháp trải tấm vải lều nhà binh trên nền nhà. Vải còn mới, phủ cả nền gạch. Bà cứ nắm hai chéo vải, kéo tôi ra sân. Lấy hai bình xăng để dưới bàn, đưa cho Hinda. Ông nói: đây là dầu xăng, xăng máy bay. Kéo tôi ra sân rồi đắp vải lại, chế xăng lên và quẹt quẹt mái. Ông hộ pháp vẫn cười, móc túi lấy một hộp quẹt mái bằng vàng đưa cho nàng và nói: đây là quẹt mái để đốt. Nếu bình xăng thứ nhất cháy hết, bà chế thêm bình xăng thứ nhì mà đốt nữa. Tôi chắc sẽ không còn gì hết. Quân Nga chỉ tìm thấy tro tàn của tôi mà thôi. Một quân nhân xứng đáng với tên tuổi không để thay mình lọt vào tay kẻ nghịch. Trong lịch sử, quân sĩ Đức đều hành động như thế. Lúc cùng đường họ phải tự tử, thiêu quý mình. Quân nghịch chỉ thấy to đen xì mà thôi. Ông hộ pháp xoa tay. Hinda im lặng ngó bức ảnh. Nếu bà muốn đốt bức ảnh thì cứ quăng vô lửa, nó sẽ cháy một lượt với thay tôi. Còn bà muốn giữ thì cứ giữ, nhưng tôi không thấy bà cất để làm gì. Tôi không phải người ở đây, tôi ở xứ Rumani. Hinda đứng sững, nàng đang tưởng tượng thân hình ông hộ pháp nằm dài trên vải lều. Nàng không làm sao tin chuyện ấy có thể xảy ra được. Nàng có cảm tưởng ông là một người trường cũ, sinh ra không phải để chết. Mà sợ sao? Một phụ nữ Đức không bao giờ sợ, nhất là khi hành động cho tổ quốc. Tôi tin bác bà cũng nhìn nhận rằng phụng sự tổ quốc là khi làm theo lời trối của một quân nhân. Tôi hiểu và tôi không sợ, nhưng tôi không thể tin những chuyện ấy là sự thật. Tôi không tin quân Nga tới đây, tôi không tin nước Đức bại trận. Hỏng hết rồi, thua hết rồi. Vô phương cứu chữa, đừng quên để súng lục vào bao cho tôi và thiêu hủy nó một lượt với xác tôi. Một quân nhân phải được chôn hoặc được hỏa táng như vũ khí của họ. Một phút im lặng, ông hộ pháp ngó mông, tư tưởng chìm trong hư không như chỗ nước sâu không đáy. Ông nói: bây giờ thế là hết. Hinda ngó lên, tưởng ông tự tử trước mặt nàng và nàng không thể chịu nổi cảnh tượng ấy. Nhưng ông chưa có dáng điệu muốn tự tử. Ông quay nhìn hình quốc trưởng, đứng nghiêm trang chào, tay giơ thẳng lên. Hinda đứng sau ông, nàng thấy đôi vai và thân mình ông bó gọn trong bộ nhung phục. Tay giơ thẳng lên, ông đứng yên như một pho tượng. Đoạn quay lại, ông đưa tay lên, chào nàng và nói: xin vĩnh biệt và cảm ơn bà bạn. Tôi là Trung Quý Giọt Gu Giọt Đăng. Bà khỏi phải lặp lại tên tôi, hãy hãnh diện vì công việc bà sắp làm. Thật là danh dự cho một phụ nữ Đức khi hoàn thành được ý muốn cuối cùng của một quân nhân. Ông siết tay Hinda, siết chặt tay nàng như vĩnh biệt rồi bảo: bây giờ tôi muốn ở yên một mình. Khi nghe tiếng súng nổ, hãy trở vô, vĩnh quyết chào bà. Đoàn xe cam nhông đầu tiên của quân Nga ló dạng ở góc đường. Hinda nghe tiếng máy chạy, nơi cửa sổ nhà bếp, nàng thấy đằng xa đoàn xe tiến tới. Nàng dỗ chạy lên phòng ông hộ pháp. Ông đã dặn đừng vô. Trước khi có tiếng súng nổ, nàng chưa nghe tiếng gì nên không dám trái lệnh ông. Xe cam nhông Nga chạy ngoài đường phố.
làm rung rinh mấy vách tường nhà. Hinda không thể chờ đợi được nữa, nàng đâm sợ, lật đật gõ cửa và bước vô phòng. Thấy hộ pháp nằm ngửa trên tấm vải lều, sống sượt giữa căn phòng. Hinda nói thầm, sao mình không nghe tiếng súng nổ kìa? Xác nằm ngay ngắn, hình như lúc ông chết mà còn nghiêm chỉnh chào hình quốc trưởng. Mũ còn đội trên đầu, mặt đã tím ngắt và dường như dính tro bụi. Gò bá bên mặt, miệng và mũi có dấu pháo nhưng không nhiều, chỉ vài tia máu nhỏ mà thôi. Hinda lượm khẩu súng lục rơi cạnh miệng người chết và để vô bao da khóa lại. Nàng nghĩ thầm xong tự sát mà nàng không nghe tiếng súng nổ. Nàng nắm mấy gốc vải phủ lên xác trước khi đắp mặt. Nàng nhìn lại một lần nữa và nói thêm, ta không có cảm tưởng đang ở gần bên người chết. Cảnh chết không làm ta sợ, ta cũng không thấy thây ma, mặc dù ở kế cận xác chết hay là bởi ta đã thấy nhiều người chết quá lúc làm việc ở nhà thương. Nàng đắp mặt lại mà không đụng người chết. Bây giờ ông hộ pháp cũng như người mà nàng đã gặp. Lúc sống, ông không giống mấy người khác. Nàng nhớ thoáng qua mới đây, ông còn sống, cạo râu, mặc nhung phục. Lúc ấy toàn thân nàng run lên khi đến gần ông. Nhưng chuyện ấy đã như xa xăm lắm rồi, như đã xảy ra từ mấy chục năm về trước. Nàng như quên tất cả. Bên ngoài, tiếng xe cam nhông và xe tăng chạy tới. Hinda giục quán hốt, muốn bồng con chạy ngõ cửa sau giường, vô trốn trong rừng. Nhưng nhớ lại lời hứa với ông hộ pháp, nàng tự nói, ta hối hận đã hứa thiêu ông. Nàng không thể lôi xác ông ra giường, sợ lính Nga trên xe cam nhông và xe tăng chạy ngay trước cửa dòm thấy. Thôi, ta phải chờ đến chiều tối, ta sẽ đem ông ra giường đốt, rồi bồng con đi trốn. Hinda ngồi gần xác, không nghĩ ngợi gì nữa, nhưng nàng lại sợ bị bắt nếu họ tập thấy trong nhà. Nàng chạy qua phòng bên cạnh, bồng con trở lại ngồi trên ghế gần người chết. Nàng tự nghĩ, ta không thể thất hứa với lời trối của một quân nhân. Nàng đóng cửa và khóa lại, định chờ đến trời thật tối. Còn vài giờ nữa thì đêm đến. Nàng muốn coi giờ nhưng không có đồng hồ. Trực nhớ ông hộ pháp có đeo nơi tai. Nàng dỡ tấm vải lều ra xem để biết coi còn mấy giờ nữa. Lúc ấy có tiếng gõ cửa. Hinda ôm con vào lòng không trả lời. Nàng nghe nói tiếng Nga ngoài cửa và tiếng gõ cửa dồn dập. Nàng mở cửa trổ ra giường. Ta không thể bỏ chạy trốn mà chẳng giữ tròn lời hứa. Morris chồng ta là một anh hùng, ta không có quyền hèn nhát. Hinda mở nút một bình xăng chế lên tấm vải lều. Tiếng bá súng vọng cửa vang dội, cánh cửa gần bong ra. Nàng mở bình xăng thứ nhì, tưới thêm phân nữa. Nàng sợ quân Nga phá bể cửa nên làm gấp, rồi lật đật bồng con chạy lại phía cửa sổ. Nàng nghĩ thầm, ta nhảy ra cửa sổ, liền quẹt mái cháy trở vô phòng và ông sẽ bị cháy thiêu. Như vậy ta vẫn giữ lời hứa. Trong phòng ngạt mùi xăng, thằng nhỏ ho, Hinda lật đật hoàng chân lên thanh sắt cửa sổ để nhảy ra sân. Lúc ấy quân Nga đã dừng lại tống bật cửa cái. Từ khung cửa sổ xuống tới mặt đất trong giường không cao lắm. Nàng nhảy thì dễ, nhưng thấy lố dạng ba mũ quân Nga nơi cửa sổ rồi. Trong giường còn nhiều lính khác, nàng không thể nhảy được. Liền ngó lại cửa cái, thằng nhỏ ngộp hơi sang khóc ré lên. Nàng định nhảy đại rồi chạy giữa lính Nga. Nhưng một bàn tay lọn qua cửa sổ định nắm nàng lại. Đã đụng chân nàng, Hinda kêu lên một tiếng. Nàng muốn tự vệ, nàng chỉ có cái quẹt mái cầm tay. Không suy nghĩ, nàng bấm chỗ quẹt như bấm cò súng lục khi bị chặn đánh. Trong khoảnh khắc, một làn ánh sáng phực lên, thế là hết. Nàng không biết gì nữa, hay tối thăm ảm đạm hơn cảnh u minh hắc ám của đêm trường. Ánh sáng hy vọng không bao giờ trở lại. Ngọn lửa thiêu xác hậu pháp giọt đăng cũng là ngọn lửa bao trùm luôn cả vợ con Morris. Và cũng ngọn lửa ấy thiêu quỷ tất cả kho đụng nhà cửa cùng với tấm ảnh mà ông hộ pháp đem đặt trên bàn lúc nãy, hình mẹ của Susanna và ảnh của Susanna, người vợ trước của Morris. Dầu xăng của ông hộ pháp đem đến hãy còn cháy, ngọn lửa lên cao ngất trời. Trai anh và Eleanor West ngồi trước mặt ông tham mưu trưởng Brown, thống đốc quân sự Mỹ tại thành Weimar. Trai anh nói, thưa ông thống đốc, chỉ có bấy nhiêu thôi. Ngày 23 tháng 8, khi xứ Rumani xin đình chiến, tôi và vợ tôi bị quân lính Croatia đem giam với mấy nhân viên sứ quán Rumani. Chúng tôi bị giam theo luật ngoại giao quốc tế trong một khách sạn với mấy người đại diện các nước nghịch. Rồi xứ Croatia bị đảng viên của Tito chiếm cứ. Chúng tôi lại bị đòi sang nước Áo, rồi nước Đức, chốt hết là nước tiệp khắc. Khi nước Đức đầu hàng, không còn bị ai giam giữ, chúng tôi đi qua miền Tây, chúng tôi bỏ tất cả để đi qua miền Tây. Eleonora lại thay cả 200 cây số đi bộ, cẳng sưng, bàn chân phòng.
Nổi mắt cá, nàng nói, chúng tôi bỏ tất cả để băng rừng vượt đồng, trốn qua những vùng chiếm cứ của người Mỹ, người Anh hoặc người Pháp. Chúng tôi không muốn bị sa vào tay quân Nga và các đảng viên cộng sản. Chúng tôi thà tự tử hơn là bị chúng bắt. Ông thống đốc hỏi, tại sao các người lại sợ quân Nga với đảng viên cộng sản? Chỉ có bọn phát xít mới sợ. Quân Nga và đảng viên là đồng minh của chúng tôi. Họ chiến đấu cho cuộc thắng lợi của đồng minh mà. Ryan đáp, thưa ông thống đốc, ông không phải là phát xít, nhưng tôi không tin rằng ông bằng lòng để dỡ ông ở trong vùng của quân cộng sản chiếm đóng. Dầu chỉ nổi 24 giờ thôi, không phải vì lý do chính trị mà chỉ vì sự tàn bạo với sự khủng khiếp của họ gieo rắc. Và tôi tin rằng, cho đến ông nữa, ông cũng không có can đảm đi một mình vào vùng đất Nga Xô mà không mặc sắc phục và được hộ tống đàng hoàng. Vậy có công bình chăng? Khi ông hỏi chúng tôi, hai kẻ tay không, chẳng có khí giới tự vệ, sao lại đi trốn một đám giả mang tàn bạo, võ trang bằng súng máy tối tân của Mỹ? Bây giờ, hai ông bà muốn gì? Chắc chắn là không ra khỏi nước Đức được. Ở đây ông bà đã được đối đãi như công dân nước nghịch và cũng chịu theo chế độ đối với dân chúng Đức có quyền hạn như họ và không được gì hơn. Ryan nói, thế nghĩa là không có quyền hạn nào cả. Đàn bà Đức ở Weimar phải rửa cầu tiêu trong trại Buchenwald, giặt quần áo mấy tù binh được thả ít nhất một lần một tuần. Ông muốn bắt vợ tôi cũng làm công việc đó sao? Eleonora nói tiếp, chúng tôi không phải kẻ nghịch với nước Đức và các nước đồng minh. Chúng ta bị những nước nghịch với đồng minh giam cầm gần cả năm. Và bây giờ chúng tôi đến xin ông cho phép ở một căn phòng nào trong vùng này hoặc cấp cho giấy tờ để có phương tiện đi nơi khác nếu chúng tôi không được cư trú tại đây. Chúng tôi đang ở ngoài đường, không biết ăn đâu, ngủ đâu, không thể tắm gội gì được. Người ta cấm chúng tôi ở đây và cũng cấm chúng tôi đi nơi khác. Viên thống đốc nói, ông bà là công nhân nước nghịch. Sự hiện diện của ông bà là không cần ích gì cho chúng tôi. Có phải giấy thông hành của ông bà do xứ Rumani cấp không? Vậy ông bà là kẻ nghịch. Leonora nói, nhưng xứ Rumani chiến đấu 10 tháng nay bên cạnh đồng minh chống với Đức. Và ông biết rõ chuyện ấy, cũng như tôi. 80.000 binh sĩ Rumani chết vì quyền lợi đồng minh. Những người chiến đấu bên cạnh các ông lại là kẻ nghịch của các ông sao? Tham mưu trưởng Brown nói, xứ Rumani là nước nghịch. Ông kéo học tủ lấy tờ giấy ra đọc to. Những nước nghịch: Rumani, Hungary, Finland, Đức, Nhật, Ý. Như vậy là rành rẽ lắm rồi phải không? Ông bà là kẻ nghịch của Mỹ Quốc. Ryan đứng dậy, Eleona vang lên ngó ông thống đốc nói, ông không có đọc báo thấy sư Rumani chiến đấu bên cạnh đồng minh từ một năm nay sao? Giấy tờ của chúng tôi biên sở bị quân Đức cầm tù không đủ chứng minh với ông sao? Chúng tôi không phải là kẻ nghịch. Nếu thật như vậy đi nữa, tôi cũng không quan tâm. Những điều khoản tôi nhận để thi hành đính rõ rằng dân Rumani là kẻ nghịch của Mỹ Quốc. Tôi đã mất nhiều thời giờ bàn cái với bà rồi. Bà là người nghịch của tôi, người nghịch của tôi, bà nghe chứ? Nếu tôi bị sa vào tay bà, tất bà ra lệnh bắn tôi chứ không ngồi mà cãi như tôi đâu. Chuyện của tôi vừa làm đây là bất hợp pháp và tôi không lặp lại nữa. Không ai đi cãi với kẻ nghịch bao giờ. Tham mưu trưởng Brown, thống đốc quân sự thành Weimar vẫn xanh mặt. Ông không thèm đáp lại lời chào của Ryan và Leonora. Xuống đất thang lầu, Ryan nói, Tây Phương là vậy đó em à, họ không quan tâm đến sứ mạng và con người. Họ bao gồm và nhất lực tất cả, họ chỉ tuân theo luật lệ mà thôi. Nora nói, em không đi được nữa. Ryan cầm tay nàng đưa đi, nàng dựa vào vai chàng khóc ròng và nói, chúng ta đi 200 cây số ngàn để cầu cứu họ, nhưng bây giờ chỉ là công cốc. Đừng hối tiếc em à, ta tránh xa được cảnh kinh khủng của Nga Xô, ta chạy khỏi là may lắm rồi, con người không còn ở đâu được nữa bây giờ. Quá địa cầu hết còn là sở hữu của con người. 4 ngày sau, hai vợ chồng Ryan trở lại tìm vị thống đốc. Họ cầu xin một giấy phép cư ngụ tại Weimar thêm một tuần nữa. Hai chân Nora sưng dù và không thể đi xa được. Nàng mặc cái áo đẹp nhất, đội nón và mang giày cao gót. Khi hỏi người lính gác để ý kiến ông thống đốc, Ryan dây qua Leonora nói, bữa nay em ăn mặc như đi hội. Nàng mỉm cười, áo này nàng mặc lần đầu tiên 3 năm về trước, lúc đến viếng ông bộ trưởng xứ Phần Lan. Lính gác lễ phép nói, ông thống đốc xin ông bà chờ một chút. Vài phút sau, một lính khác lính hỏi, ông bà là nhân viên ngoại giao Rumani muốn viếng ông thống đốc phải không? Xin chờ một chút nữa. Nói rồi y đi khuất. Eleonora rất hài lòng. Nàng cho ông tham mưu trưởng Brown là một người biết điều, biết phép lịch sự. Chờ có 5 phút mà cho người ra xin lỗi với 2 lần.
Dinh Hành Chánh là một tòa nhà to lớn, dãy hành lang rộng thênh thang. Nhà Ngô Du Kiến thấy mình ốm, nếp áo rủ xuống nhiều hơn kỳ đến sứ quán Phần Lan. Một người lính đến bảo xin theo tôi. Eleora mỉm cười giang khỏi tấm kiến, Ryan vịn tai nàng. Họ theo sau người lính, không phải leo lên nấc thang như kỳ trước mà đi thẳng nơi lối ra. Tên lính mời họ lên chiếc xe jeep đậu trước cửa. Ryan hỏi đi đâu đây. Tên lính nhún vai. Trời có gió, xe chạy như bay trên đường phố. Ryan kề tai tên lính thứ nhì hỏi nữa đi đâu đây. Tên lính thứ nhì cũng nhún vai như bạn đồng nghiệp nó. Ryan dây qua Nora, nàng đang đưa hai tay giữ nón. Nàng cười vì thích xe chạy mau. Tới cuối thành phố, xe dừng trước một bức tường đá. Người gác cửa đội nón kết ra mở cửa, nhưng xe không vô sân. Một trong hai người lính đưa thơ cho người gác cửa rồi ra dấu cho vợ chồng Ryan xuống xe. Nora hỏi ở đây là đâu. Hai lính Mỹ chờ nàng xuống xe không trả lời. Nora hỏi người gác cửa bằng tiếng Đức ở đây là đâu. Khám đường của đô thành. Tên gác cửa vừa trả lời vừa nắm tay Nora. Nàng muốn nói vài tiếng với hai lính Mỹ nhưng đã muộn. Chiếc xe ship chạy khuất dạng rất mau như lúc đến. Nàng ngó lại thấy Ryan xách mặt. Cánh cửa sắt đóng lại. Họ đang ở trong sân khám đường. Ryan bị nhốt trong phòng số 5 ở tầng dưới đất. Nàng trên tầng lầu 3 phòng số 2. Ryan nghĩ thầm chắc họ lầm rồi. Chàng muốn tìm hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng nhớ lại Nora cũng đang bị giam trong một căn phòng riêng giống như căn của chàng, nên chàng mất bình tĩnh. Khi nãy lúc chia tay, chàng muốn hôn tay Nora và nói một lời âu yếm, nhưng tên gác khám nắm vai chàng xô mạnh cho giang ra. Nora xoay qua tên gác khám cầu khẩn, hắn cũng đẩy mạnh nàng về phía cuối dãy hành lang. Hai người phân tay nhau trong hành lang khám đường bằng cách đó.